chương 01 bắt đầu bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com phong vũ lôi điện đang xen ban đêm thiếu niên quần áo không chỉnh tề đầu tóc rối bời nằm tại một gian trong miếu đổ nát trong mắt mang theo một tia mờ mịt hắn gọi ninh tu là cái người xuyên việt vừa tới thế giới này còn không có mấy ngày mà ngay mới vừa rồi hắn bị người cho ép buộc phát sinh quan hệ nghĩ đến cái này hắn nhìn mình bên cạnh một cái đang tĩnh tọa nữ tử nữ tử ước chừng chừng hai mươi đèn nhánh tóc dài xõa vai làn da phấn nị khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ eo nhánh như liễu doanh doanh một nắm giống như tiên tử lâm trần càng mê người chính là cái này tiên tử sắc mặt đỏ hồng giống như mật đào vô cùng mê người đối phương chính là mạnh lên ninh tu người ngay tại trước đó không lâu hắn về thôn trên đường trải qua cái này miếu hoang vừa vặn hạ mưa to dự định tiến đến tránh một chút không nghĩ tới cứ như vậy dê vào miệng cọp nhìn xem Mỹ lệ nữ tử nhìn nhìn lại trên mặt đất kia một trận lạc hồng Ninh Tu cảm thấy mình giống như không thế nào thua thiệt không 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 sao có thể nghĩ như vậy chứ hắn nhưng là bị người mạnh lên A à, bộ thân thể này tuổi tác mới 16 tuổi mà thôi đây là phạm tội A à, mà lại đây là người ta lần thứ nhất chẳng lẽ cũng không phải là mình lần thứ nhất sao vẫn là kiếp trước kiếp này cộng lại lần thứ nhất. Ninh Tu ổn định lại tâm thần, lại nhìn kỹ một chút cô gái trước mặt. Đối phương quần áo mang theo vết máu, bại lộ bên ngoài tuyết trắng da thịt cũng mang theo một đạo bị lưỡi dao đưa đến vết thương, giống như là kiếm thương vết đao, lại nghĩ tới vừa rồi cùng đối phương phát sinh quan hệ lúc, tại trên người đối phương giống như nhìn thấy không ít vết thương. Trong đó thậm chí còn có như bị hỏa thiêu tiêu vết tích. Xem ra đối phương là bị người đuổi giết mà lại trúng một loại nào đó thôi tình tán loại hình độc không giải độc liền sẽ chết từ vết thương trên người nhìn truy sát người của đối phương không phải chỉ một cái ninh tu thầm nghĩ hắn xuyên qua thế giới này cũng không phải gì đó thế giới hòa bình tương phản thế giới này rất loạn ở chỗ này người người thượng võ võ đạo thịnh hành dân phong bưu hãn hôm nay không phải ta giết ngươi chính là ngươi giết hắn phàm là có thể sử dụng vũ lực giải quyết, liền tuyệt đối không tất tất. Rất rõ ràng, hiện tại bày ở ninh tu trước mặt, không phải một cái từ trên trời giáng xuống mỹ nhân, mà là đủ để đem hắn phá tan thành từng mảnh giang hồ báo thù vòng xoáy. Ai da, trượt trượt. Ninh tu rón rén đứng dậy, liền y phục cũng không mặc chỉnh tề liền vội vàng bốc lên mưa to ra miếu hoang. Nữ tử chú ý tới hắn động tĩnh, mở hai mắt ra, nhìn đối phương trọng đạo sờ thân ảnh, không khỏi thở dài một hơi, nghiệp chướng A. Nhớ nàng đường đường nhất giáo chi chủ, lại phải dùng một thiếu niên đến giải tình độc. Nàng gọi Lý Thanh Chỉ. Đại chu Giang Hồ Thanh Châu Huyền Minh giáo giáo chủ, hôm qua vì diệt trừ trong giáo phản đồ, tự mình xuất thủ, không nghĩ tới trúng mai phục, bị hạ tình độc, một đường dết ra khỏi trùng vây về sau, lại lâm vào tình độc bối rối bên trong. Tình này độc mười phần bá đạo, nếu không tìm nam tử giao hợp, trong vòng 12 canh giờ liền sẽ kinh mạch đứt từng khúc mà chết, ngay tại cái này vạn phần nguy cấp thời khắc, lại để cho nàng tại cái này hoang sơn giả lĩnh trong miếu hoang gặp một cái tuấn tú thiếu niên. Xin lỗi, ta Lý Thanh chỉ ai làm nấy chịu, nếu ta vượt qua một kiếp này, sẽ đối với ngươi phụ trách. Lý Thanh chỉ thầm nghĩ. Nàng cũng không phải là cảm thấy mình nhất định phải cưới ninh tu. Nhưng nói thế nào cũng phải cấp người ta một chút đền bù mới là chân khí trong cơ thể đã khôi phục ba thành, liệt hỏa tông người tùy thời đều có thể đuổi theo, nơi này không thể ở nữa. Lý Thanh chỉ đứng dậy cũng dự định rời đi miếu hoang. Nhưng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Mấy đạo thân ảnh xông vào miếu hoang, cầm đầu là cái đầu đầy tóc đỏ, mũi ưng nam nhân, trong tay dẫn theo một thanh chính hoàng đại đao, hắn trêu tức nhìn xem Lý Thanh chỉ nói. Thiên biến ma nữ Lý Thanh chỉ, ngươi còn có thể chạy trốn tới đi đâu? liệt hỏa môn danh xưng thanh châu chính đạo khôi thủ không nghĩ tới sẽ cùng ta giáo phản đồ hợp tác còn cần tình độc loại này ti tiện kỹ hai cái này nếu là truyền đi ngươi liệt hỏa môn trên trăm năm danh dự chỉ sợ liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát ngươi ma nữ này tư chiếm ta liệt hỏa môn thần công việc ác bất tận đối phó ngươi tự nhiên muốn dùng tới một chút thủ đoạn hiện tại ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng đến cùng giao không giao ra cửu dương thần công năm mơ Môn chủ, không cần cùng ma nữ này nói nhảm, chúng ta cùng tiến lên, đưa nàng cầm xuống, đến lúc đó sẽ chậm chậm ép hỏi chính là. Liệt hỏa môn chủ bên cạnh, một cái thân mặt trường sam màu xanh, ăn mặc kiểu văn sĩ bộ dáng nam tử nói. Nói xong, hắn liền dẫn đầu xuất thủ, một chưởng hướng phía Lý Thanh chỉ đánh ra. Lý Thanh chỉ không lùi không tránh, đồng dạng một chưởng nên đón tiếp lấy. Âm. Xong chưởng giao kích, nhấc lên một trận khí lãng. Thanh niên kia văn sĩ bị một chưởng đánh lui mấy trường, cánh tay đứng thẳng lôi kéo, khiếp sợ nhìn về phía Lý Thanh Chỉ, trên người ngươi tình độc giải khai. Liệt hỏa môn chủ nhìn thoáng qua trên đất vết máu, cười ha ha một tiếng. Không nghĩ tới đường đường huyền minh giáo chủ, thiên biến ma nữ lại là cái chim non, cũng không biết là tiện nghi cái nào sơn giả thôn phu. Hừ. Lý Thanh chỉ hừ nhẹ một tiếng, cũng không nói gì mà thanh niên kia văn sĩ sắc mặt âm trầm đến độ nhanh chảy ra nước, người cái tiện nhân, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đem trong trắng giao ra. Hắn tại huyền minh giáo thời điểm, đối lý thanh chỉ thèm nhỏ giải đã lâu. Vốn muốn mượn trợ cơ hội này có thể đạt được ước muốn. Không nghĩ tới thế mà bị người khác vượt lên trước một bước. Đối ta tình hình bên dưới độc, ngươi không phải liền là muốn ta thân thể sao? Nhưng ta liền xem như đem thân thể giao cho một tên ăn mày, cũng sẽ không để ngươi nhúng chạm mảy mây tên ăn mày ngươi cái tiện nhân thế mà làm như vậy giẫm đạp mình thanh niên văn sĩ vừa nghĩ tới mình thèm nhỏ giải đã lâu ma nữ thế mà tại một tên ăn mày dưới thân uyển chuyển hầu hạ hắn sắp tức đến bể phổi rồi một bên khác axi vừa rời đi miếu hoang không bao lâu ninh tu hắt hơi một cái nhìn thoáng qua dần dần ngừng mưa bầu trời hắn sờ lên cái mũi không được a, à, lúc này mới một lần thân thể liền hư sao. Oanh. Đột nhiên, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang kịch liệt, dọa đến ninh tu vội vàng nằm sắp tiếng bên cạnh bụi cỏ, nhìn về phía miếu hoang. Chỉ gặp trong miếu đổ nát truyền ra từng đợt khí lãng, vẽn đến bốn phía nước mưa vẫy ra, bùn đất tung bay, toàn bộ miếu hoang rung rẩy kịch liệt. Tiếp theo một cái chớp mắt. Miếu hoang quanh một tiếng trực tiếp đổ sụp, mấy đạo thân ảnh liền xông ra ngoài mà mạnh lên ninh tu lý thanh chỉ cũng ở trong đó, chỉ gặp nàng thon dài thẳng tắp chân như roi sắt vung ra, đem một đoạn cây cột đá hướng liệt hỏa môn chủ. Liệt hỏa môn chủ không lùi không tránh, bàn tay trái giống như nung đỏ bàn ủi khiến không trung thủy khí bốc hơi ra trận trận bạch khí, đột nhiên đập vào trên mặt cọc gỗ. Cọc gỗ nổ tung, càng toát ra hỏa diễm, bị đốt thành than cốc. Lý Thanh chỉ thấy thế không cùng đám người truyền đấu, quay người hướng một phương hướng nào đó lao đi. Tuy. liệt hỏa môn chủ dẫn người đuổi theo đám người đi xa về sau ninh tu mới từ trong bụi cỏ đứng lên nhìn xem kia đổ sụp miếu hoang cùng trên mặt đất bị đốt thành than cốc gỗ nuốt xuống một chút nước bọt nguyên lai like đây chính là võ giả a một chưởng này muốn đập người trên thân không thỏa đáng trận biến thành thịt nướng ninh tu rùng mình một cái cái này may mắn mình rời đi trước không phải đầu này mạng nhỏ đoán chừng liền không có hắn vội vàng rời đi hiện trường, sợ từ chỗ nào lại toát ra một đợt người. Không lâu, hắn xa xa nhìn thấy một cái sơn thôn, đây là hắn hiện tại chỗ ở, có điểm gì là lạ. Ninh Tu đột nhiên cảm giác được một chút bất an. Quá an tĩnh. Thường ngày khi trở về, luôn có thể nghe được trong thôn hài tử chơi đùa thanh âm, nhưng bây giờ, hắn liền hô một tiếng tiếng chó sủa đều không có nghe được. Toàn bộ thôn sửng sốt không có phát ra một thanh âm hắn vội vàng hướng thôn chạy tới. Thời gian dần trôi qua, hắn nghe được từ trong không khí truyền đến mùi máu tươi, khi hắn đi vào thôn cổng lúc, đập vào mi mắt một mạng để hắn nhìn không được toàn thân run rẩy. Thi thể. Đều là thi thể. Lão nhân, tiểu hài, phụ nữ. Từng cổ thi thể đổ vào trong đất buồn, máu tươi cùng trên đất nước mưa xen lẫn trong cùng một chỗ, cho tồn tại nhiễm lên một tầng thê lương huyết sắc. Ninh Tu vội vàng hướng trong nhà chạy tới, trên đường không có gặp được một người sống. Khi hắn đẩy ra gia môn thời điểm, mặc dù sớm có dự đoán, nhưng nhìn thấy ngã trong vũng máu một thế này phụ mẫu, hắn vẫn là trầm mặt. Mặc dù hắn vừa xuyên qua tới không có mấy ngày, cùng cha mẹ của kiếp này chưa nói tới thăm hậu cỡ nào tình cảm, nhưng cùng cổ thân thể này tốt xấu là có quan hệ máu mũ. Ai làm? Cường đạo. Sơn tặc. Ninh Tu vừa nghĩ vừa tìm được có hay không còn sống người, thẳng đến hắn nhìn thấy trên đất mấy cổ xác chết cháy lúc, trong đầu hắn không khỏi hiện lên trước đó không lâu liệt hỏa môn chủ một chưởng đem cây cột đập nát hóa thành than cốc một màn. Là bọn hắn làm. Vì cái gì bọn hắn truy sát nữ tử kia, tại sao muốn giết sạch người trong thôn? Ninh Tu không thể nào biết được, hắn chỉ biết là, tại những cái kia võ giả trước mặt, người trong thôn giống như con kiến hôi không có lực phản kháng chút nào cuối cùng, Ninh Tu ở trong thôn không có tìm được người sống sót. Hắn không có cứ như vậy rời đi, mà là cầm quốc, tại thôn hậu phương bắt đầu đào mộ, dự định đem các thôn dân từng cái mai táng. Hắn cổ thân thể này dù sao cũng là cái thôn này người, mấy ngày nay, thôn dân đối với hắn cũng nhiều có chiếu cố, cũng coi là hoàn lại điểm ấy tình cảm. Ninh Tu cua quốc, trong thôn bận rộn ba ngày, đào 167 cái mộ phần, đem các thôn dân từng cái hạ tán, nhập thổ vi an. Ngươi là cái thôn này thôn dân sao? Lúc này, một cái thanh âm ôn quyển vang lên. Ninh tu cầm quốc đề phòng nhìn về phía sau lưng, người đến là một cái bung dù nữ tử áo trắng, tuổi chừng 27-28, tướng mạo thanh tú mỹ lệ. Ngươi là ai? Ta gọi Lý Ngọc Chi, là một cái dọc đường nơi đây võ giả, ngươi là trong thôn này người sao? Nữ tử áo trắng nói, đúng thế không biết có phải hay không là ảo giác, Ninh Tu thời điểm gật đầu, tự hồ thấy được trước mặt cô gái mặc áo trắng này trên mặt lộ ra một vòng ấy nấy. Nơi này thôn dân đều đã chết, liền thừa ngươi một người, nếu như ngươi nguyện ý, có thể theo ta rời đi, ta có thể cho ngươi tìm một cái dung thân chỗ. Không thân chẳng quen, ngươi vì sao muốn giúp ta? Tâm ta thiện, không thể gặp người khác chịu khổ, mặt khác, ta gần nhất đang tìm kiếm một cái truyền nhân, ngươi theo ta rời đi, ta có thể dạy ngươi tập võ. Ninh Tu không có tin nữ tử này. Nhưng tập võ hai chữ, thành công dụ dỗ hắn. Nhìn thấy võ giả lực lượng về sau, nếu nói đối lực lượng này không có tưởng niệm, đó là không có khả năng, mà lại ở cái loạn thế này, cũng chỉ có vũ lực có thể bảo vệ mình. Yên tâm đi, ta sẽ không hại ngươi. Nữ tử áo trắng hướng Ninh Tu tới gần, ý đồ buông lỏng hắn đề phòng. Mà tại nàng tiếp cận, Ninh Tu ngửi thấy một trận nhàn nhạt mùi thơm ngát, trận này hương khí để hắn hết sức quen thuộc, tự như ở đâu ngửi qua. Oanh! Chân trời hiện lên một tia chớp. Ninh Tu rốt cục nhớ lại, mùi thơm này là kia trong miếu đổ nát nữ tử. Nhưng người trước mắt này cùng nữ tử kia hoàn toàn là hai cái bộ dáng A, dịch dung thuật. Đối phương vì sao muốn giúp mình? Chẳng lẽ là ấy nấy? Muốn đền bù mình? Ninh Tu sắc mặt có chút cổ quái, suy nghĩ lại một chút lấy đối phương vũ lực, đối phương nếu muốn hại mình, chỉ sợ cũng liền chỉ là động động ngón tay sự tình. Ta có thể cùng ngươi rời đi. Ừm, ngươi tên là gì? Ninh Tu. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.